sách dạy trẻ bằng cả trái tim của tác giả Rev Esquiz là món quà ý nghĩa dành cho tất cả những ai đang quan tâm đến tương lai của thế hệ trẻ. Cuốn sách chứa đựng những bài học lớn dành cho mỗi phụ huynh. Căn phòng 5-6 nhỏ bé thuộc ngôi trường công giữa thành phố Los Angeles là nơi học tập của các em học sinh lớp 5. Hầu hết các em đến từ các gia đình nhập cư nghèo khó, tương lai dường như rất mờ mịt. Thế nhưng, những học sinh ấy lại biết chơi nhạc Vivaldi, biết diễn những vở kịch Shakespeare và sau này đều học tập tại những ngôi trường đại học tốt nhất của nước Mỹ. Rev Esquiz chính là người thầy đã dẫn dắt và giúp các em đạt được những thành công đó. Với tâm huyết của một người thầy, một người cha, Rev Esquiz đã biến căn phòng trở thành thiên đường an toàn, che chở lũ trẻ trước bão giông, nơi không chất chứa sự sợ hãi mà đầy ắp niềm vui, sự hào hứng mỗi khi tới lớp. Công cụ thầy Rev sử dụng chính là các phương pháp tạo sự tin tưởng, khơi dậy niềm đam mê học tập và giúp các em xây dựng sự tự tin ở chính bản thân. Qua những câu chuyện nhỏ, từ những trải nghiệm của mình, tác giả đã cung cấp rất nhiều thông tin và phương pháp bổ ích giúp mỗi chúng ta có thể áp dụng để giúp con em mình trở thành những em học sinh ham học hỏi, có trí tưởng tượng phong phú và dẫn dắt các em khám phá giá trị của bản thân mình. Ngoài kiến thức và kỹ năng, lòng tự trọng, danh dự và giá trị sống là những phẩm chất mà các em cần được xây dựng từ nhỏ. Trong cuốn sách của mình, tác giả giới thiệu với bạn đọc về 6 cấp độ phát triển tư duy của trẻ, đó là 1. Học để không bị phạt. 2. Học để được thưởng. 3. Học để ai đó như bố mẹ và thầy cô hài lòng. 4. Học để biết tuân thủ đúng nội quy và quy định. 5. Học để biết cảm thông và cư xử đúng đắn. Và 6. Học vì chính mình và được là chính mình. Học và hình thành cho bản thân có quan điểm riêng một cách đúng đắn và nhất định sẽ thực hiện khi đã đề ra mục tiêu. Thực tế, trong hầu hết các lớp học luôn tồn tại một sự sợ hãi vô hình, nơi các em học sinh sợ thầy cô và làm mọi việc chỉ để tránh rắc rối. Với phương pháp và niềm tin của mình, thầy Rev đã biến lớp học thành một nơi mà mọi thầy cô giáo và phụ huynh đều mơ ước. Thầy đã luôn tuân thủ bài học về sự tin tưởng, và bí kíp để có được niềm tin của học sinh chính là: thứ nhất, trở thành người đáng tin cậy cho các em. Thứ hai, luôn giữ lời hứa. Thứ ba, luôn kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của các em. Các biện pháp kỷ luật phải hợp lý và luôn là tấm gương tốt cho các em. Ngoài ra, trong cuốn sách, thầy Rev còn đề cập tới một vấn đề khiến các bậc phụ huynh ngày nay đau đầu, đó chính là việc trẻ không thích đọc, luôn bị ép đọc. Bằng kinh nghiệm và phương pháp của mình, thầy đã giúp các em học sinh trở nên yêu thích những cuốn sách một cách tự nhiên và còn nuôi dưỡng sở thích này. Thầy tin rằng các em muốn học, muốn đọc sách vì các em thực sự mong muốn như vậy. Nếu được khuyến khích và hướng dẫn với những phương pháp đúng đắn, các em sẽ trở thành những người chăm đọc sách và trở thành những người đọc sách trọn đời. Cuốn sách cũng là lời động viên, tiếp thêm nghị lực trong cuộc sống cho mỗi cá nhân. Trong một thế giới phức tạp như hiện nay, nơi nhiều giá trị đạo đức bị coi thường, con người thường hoang mang và dễ dàng gục ngã trước những cám dỗ của cuộc sống. Những câu chuyện của thầy Rev ở phòng 56 chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh, giúp bạn vững bước tiếp tục với niềm tin và hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn. Như thầy Rev đã nói, thử thách lớn nhất mà tôi phải đối mặt đó là dạy học sinh của mình sống ngay thẳng trong một thế giới chẳng mấy tốt đẹp gì. Tôi muốn các em trở thành người tốt cho dù phải lớn lên trong một môi trường không tử tế, nơi mà ngay cả phương tiện truyền thông cũng cổ suý cho những thói hư tật xấu. Cuốn sách cũng chứa đựng những câu chuyện đầy cảm xúc, hài hước, ấm áp và đậm tình người. Bạn đọc sẽ dễ dàng bắt gặp những câu chuyện ấm áp về tình thầy trò, về người với người giữa đô thị đầy biến động. Từ căn phòng 5-6, nơi những đứa trẻ nghèo học tập, dưới bàn tay dạy dỗ của thầy Rev, các em đều đã lớn lên và trở thành một con người mạnh mẽ, đầy tự tin và có ích cho xã hội đúng như mong ước của thầy. Thầy Rev nói, tôi muốn học sinh của mình phải là người tốt và học tập chăm chỉ. Điều đó cũng có nghĩa là tôi phải là người tốt nhất và làm việc chăm chỉ nhất mà bọn trẻ đã từng gặp. Và thầy đã làm được điều đó trong suốt hơn 3 thập kỷ giảng dạy. Với văn phong gần gũi, tự nhiên, nghiêm túc và pha chút hóm hỉnh, chắc chắn dạy trẻ bằng cả trái tim sẽ mang đến nụ cười ấm áp và niềm tin về giá trị của trái tim và tấm lòng.